Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Dinh dưỡng vì sức khỏe Việt được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, bộ não là cơ quan quan trọng của cơ thể, bộ não kiểm soát điều khiển mọi chức năng và cảm xúc của chúng ta. Khi bộ não khỏe và tràn đầy năng lượng, nó sẽ kích thích cơ thể hoạt động mạnh mẽ và tăng cường khả năng tập trung, từ đó giúp chúng ta đạt được nhiều thành tựu có giá trị trong cuộc sống. Mặc dù chỉ nặng bằng 2% cơ thể con người, nhưng một mình não bộ lại sử dụng hết khoảng 20% chất dinh dưỡng bạn dung nạp vào cơ thể. Do vậy, để não bộ hoạt động tốt, một trong những biện pháp quan trọng chính là bổ sung các dưỡng chất thiết yếu thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Vậy cụ thể đó là những dưỡng chất nào? Việc bổ sung có điều gì cần lưu ý? Tất cả những nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong chương trình Dinh dưỡng vì sức khỏe Việt ngày hôm nay với sự tư vấn của Thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Mai Anh đến từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào MC, xin kính chào quý vị khán giả. Và trước khi đến với những tư vấn của Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về bộ não cũng như những giai đoạn sức khỏe của não bộ qua clip ngắn ngay sau đây. Những giai đoạn sức khỏe của não bộ. Trước 40 tuổi, giai đoạn xuân thì của não bộ. Não cũng như một con người thu nhỏ, có giai đoạn sơ sinh, phát triển theo năm tháng và đạt đến độ rực rỡ nhất trong 35 năm đầu tiên. Não bộ có thể bắt đầu thu nhỏ lại dần, giảm thể tích do tế bào chết đi tự nhiên. Khi bước sang tuổi 40, chúng ta có thể gặp khó khăn hơn trong việc ghi nhớ thông tin mới. Giai đoạn từ 50 đến 60 tuổi. Giai đoạn từ tiền mãn kinh cho đến mãn kinh đem đến nhiều vấn đề trong sức khỏe dành cho nữ giới. Bên cạnh các vấn đề sức khỏe về thể chất và tinh thần, chị em còn phải đối mặt với nguy cơ giảm sút trí nhớ. Sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh cũng có thể làm tăng nguy cơ liên quan đến bệnh Alzheimer, một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Sức khỏe não bộ ở độ tuổi 60 trở lên. Sa sút trí tuệ là điều khó tránh khỏi khi về già. Phần lớn phụ nữ ở độ tuổi 60 trở lên có thể nhận thấy rằng khả năng nhớ tên và tìm từ của họ chậm hơn so với trước đây, cũng như gặp khó khăn hơn trong việc tập trung hoặc làm nhiều việc cùng lúc. Vâng, thưa quý vị, sức khỏe não bộ là một phần của sức khỏe nói chung và của các hoạt động tinh thần nói riêng. Hiểu được cách thức vận hành của não bộ ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời sẽ giúp chúng ta thực hiện những thay đổi để gìn giữ bộ não được khỏe mạnh hơn. Vâng ạ, mà bác sĩ Mai Anh có thể cung cấp thêm thông tin về những giai đoạn phát triển trọng yếu của não bộ để khán giả có thể hiểu rõ hơn. Dạ vâng, như quý vị cũng biết rằng là não bộ của chúng ta là một cái cơ quan duy nhất trong cơ thể mà số lượng tế bào không thay đổi nhiều sau khi con người được sinh ra, và trong quá trình lớn lên nó không có cái tỷ lệ nhân chia và từ đó chuyển hóa thành theo những nhiều giai đoạn khác nhau giống như các tế bào khác trong cơ thể. Do cái tính chất đặc biệt như vậy, thế nên là làm sao để chúng ta có một cái trí não phát triển ngay từ tuổi nhỏ và duy trì một cái trí óc minh mẫn, đảm bảo những hoạt động hàng ngày, vì nó là cái cơ quan chỉ huy chính trong cơ thể của chúng ta, nó vẫn luôn luôn là cái câu hỏi mà mọi người quan tâm. Và từ xa xưa rồi cơ, thì mọi người đã quan tâm là làm sao chúng ta luôn luôn giữ một cái hệ thần kinh khỏe mạnh, một cái trí óc minh mẫn để đảm bảo mọi hoạt động thông suốt trong hàng ngày của chúng ta. Thì mọi người vẫn luôn luôn đặt ra những câu hỏi, và các nhà khoa học cũng vậy, họ cũng luôn luôn cố gắng tìm ra và có thực hiện các nghiên cứu để tìm hiểu về bộ não chúng ta. Nhưng mà dường như cho đến bây giờ thì những câu hỏi về bộ não, cái gì làm cho bộ não của chúng ta giữ được cái sự minh mẫn, làm thế nào chúng ta giảm được những cái bệnh lý liên quan đến các tế bào thần kinh, hoặc là làm giảm các yếu tố tác động xấu lên cái hệ thần kinh của chúng ta, thì con người vẫn đang tiếp tục tìm ra những câu trả lời để chúng ta có một cái hệ thần kinh, một cái trung tâm điều hành tối ưu nhất cho mọi hoạt động hàng ngày. Vâng, xin được chia sẻ thêm tới bác sĩ Mai Anh cũng như quý vị khán giả một thông tin. Từ các nghiên cứu gần đây cho thấy là tế bào thần kinh sẽ bắt đầu thoái hóa ở độ tuổi là trên 20 ạ. Và từ 25 tuổi trở đi thì mỗi ngày có tới 3.000 tế bào não chết đi mà không sản sinh thêm. Trong khi đó, các yếu tố bên ngoài và các gốc tự do bên trong ảnh hưởng tiêu cực làm sự thoái hóa tế bào thần kinh diễn ra nhiều hơn. Và nếu tế bào thần kinh bị thoái hóa có thể dẫn tới những nguy cơ như thế nào đối với đời sống sức khỏe của chúng ta, thưa bác sĩ? Dạ vâng, chúng ta cũng biết rằng là
tế bào não khi mà đã bị thoái hóa đi thì không có khả năng phân chia tiếp tục sinh ra ở những giai đoạn sau, do vậy nó không có cái người ta gọi là không có cái thế hệ kế thừa ở giai đoạn sau, và vì nó không có cái sự thế hệ kế thừa ở giai đoạn sau nên nó sẽ khiến cho các cái hoạt động trong cơ thể của chúng ta trở nên thiếu hụt. Ví dụ chúng ta có thể xuất hiện các bệnh lý về thần kinh sớm hơn, chúng ta có thể suy giảm trí nhớ, chúng ta có thể ảnh hưởng trong các hoạt động hàng ngày, hoạt động trong các cơ quan cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì hầu như tất cả các cơ quan trong cơ thể đều hoạt động dưới sự chỉ huy của bộ não và đều có sự tham gia của hệ thần kinh. Và chúng ta cũng biết rằng là đây là trung khu hoạt động của tất cả các hoạt động trong cơ thể. Vì thế nên khi mà hệ thần kinh bị ảnh hưởng thì tất cả các cơ quan khác trong hệ ảnh hưởng, và do đó cái cơ thể đó không thể nào trở nên khỏe mạnh, không mọi hoạt động không trở nên thông suốt nếu mà có một cái hệ thần kinh thiếu hụt như vậy được. Thực tế thì trước đến nay thì sức khỏe của não bộ đó là vấn đề mà chúng ta vẫn thường cho rằng là vấn đề quan tâm của những người cao tuổi. Tuy nhiên thực tế hiện nay thì xu hướng bệnh thoái hóa thần kinh cũng như là suy giảm trí nhớ ở cả người trẻ cũng đang phát triển rất là nhiều. Và đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 thì dường như là cái vấn đề này nó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ? Vâng. Theo thống kê thì sau đại dịch Covid thì cái cán cân về cái bệnh lý viêm và bệnh lý viêm do vi sinh vật và các bệnh lý viêm do các cơ chế tự viêm trong cơ thể mình đang thay đổi dần. Chúng ta đang gặp các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa ngày càng có xu hướng là tăng cao hơn nữa. Các bệnh lý liên quan đến vi sinh vật, ví dụ như là các bệnh lý liên quan đến vấn đề virus, trong đó virus COVID-19 là virus được nhắc đến nhiều nhất trong những năm vừa qua, thì tất cả những cái tác động này nó khiến cho cái cơ chế viêm trong cơ thể của chúng ta đang diễn ra một cách thầm lặng, nhưng lại khác với cả thời gian trước. Đấy là viêm đấy không liên quan đến vi khuẩn, mà viêm là do cái quá trình, những cái quá trình người ta gọi là quá trình tự viêm ở trong cơ thể mình, do cái rối loạn của hệ thống miễn dịch trong cơ thể mình. Và hệ thống miễn dịch thì nó len lỏi, nó gần như tất cả các cơ quan trong cơ thể, hơn nữa là dưới sự tác động của các vi sinh vật, đặc biệt là virus, thì nó khiến cho cái từ các vi mạch nhỏ cho đến cái quá trình viêm rất là từ các hệ vi mạch rất là nhỏ, nó khiến cho cái sự lão hóa của chúng ta đang có xu hướng là trẻ hóa dần dần. Thứ hai nữa là các bệnh lý liên quan đến vấn đề tâm lý, tâm thần của người trẻ tuổi, kể cả trẻ em cho đến lẫn người lớn. Đối với trẻ em thì cái việc học tập ngày càng bị suy giảm. Chúng ta cũng biết rằng là trẻ em ngày nay chịu sự tác động rất lớn từ phía môi trường bên ngoài. Chúng được tiếp xúc với nhiều các công nghệ hơn, và chính những cái yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề phát triển hệ thần kinh. Nó khiến cho đứa trẻ mất tập trung và do đó làm tăng các tỷ lệ vấn đề liên quan đến các bệnh rối loạn phát triển ở trẻ em. Thế còn ở người trẻ của chúng ta thì do nhiều yếu tố từ cuộc sống hàng ngày, do chúng ta có cái lối sống và làm việc chưa hợp lý với cả mỗi cơ thể của chúng ta, cái chế độ làm việc với chế độ sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng không phù hợp với cả cái guồng quay hàng ngày của chúng ta, khiến cho cái tình trạng cơ thể của chúng ta là có những cái rối loạn về vấn đề chuyển hóa. Nó khiến cho các dưỡng chất ở trong cơ thể của chúng ta được cung cấp rồi được tổng hợp đáp ứng với cả các hoạt động hàng ngày, kể cả hoạt động thể lực lẫn hoạt động trí óc, nó không được cân đối. Và do vậy cái việc ngay từ cái việc cung cấp dưỡng chất hàng ngày đối với người trẻ tuổi của chúng ta cũng đang bị báo động, là vì chúng ta thường sử dụng cái thực phẩm đồ ăn nhanh quá là nhiều, mà những cái đồ ăn nhanh chúng ta biết rằng là nó chứa rất là ít những cái dưỡng chất trong bộ não. Chúng có thể cung cấp năng lượng cho chúng ta những cái hoạt động thể lực hàng ngày, chúng làm cho chúng ta no rất là nhanh chóng, chúng khiến cho chúng ta nhanh chóng lấy lại cái gọi là lấy lại cái sức khỏe để chúng ta có thể bắt ngay cái công việc của mình. Nhưng cái dưỡng chất về mặt lâu dài cho cái hoạt động não bộ, ví dụ như là các dưỡng chất như là choline hay là các axit béo không no, hay là những cái cần thiết cho cái hệ thần kinh của chúng ta hoạt động và duy trì hàng ngày, nó đang bị thiếu hụt. Mà thiếu hụt đây không phải thiếu hụt cấp tính, mà thiếu hụt nó cứ ngày một, nó cộng hồn dồn với nhau. Và do vậy cái hệ thần kinh của chúng ta đang bị ảnh hưởng tác động một cách từ 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 chính bản thân chúng ta, và kể cả từ phía bên ngoài cuộc sống đang tác động lên con người nữa. Thưa quý vị khán giả, não bộ là một cơ quan quan trọng, và để hoạt động tốt não bộ cũng giống như những cơ quan khác trong cơ thể, nó cũng cần một lượng dinh dưỡng nhất định để phát triển, để khỏe mạnh và hoạt động tốt. Cùng tìm hiểu một số thực phẩm nên bổ sung để bộ não luôn khỏe mạnh và hoạt động tốt qua clip ngắn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nên ăn gì để bổ não? Các loại cá béo. Các loại cá béo có chứa nhiều omega 3 và mang đến nhiều lợi ích cho não bộ. Do đó, cá béo chẳng hạn như cá trích, cá mòi, cá thu được cho là một sự lựa chọn dinh dưỡng vô cùng hoàn hảo cho não bộ của chúng ta. Quả bơ và hạt ngũ cốc. Quả bơ chứa nhiều chất béo no có tác dụng hoạt huyết dưỡng não. Các hạt ngũ cốc là nguồn cung cấp các loại vitamin nhóm B, chất xơ và đặc biệt là vitamin E, có vai trò quan trọng trong bảo vệ tim mạch và hoạt huyết lưu thông máu. Quả óc chó. Quả óc chó và hạt của nó chứa rất nhiều vitamin E, là chất chống oxy hóa, có vai trò quan trọng trong việc làm giảm quá trình lão hóa của cơ thể và não bộ. Vitamin E bảo vệ và hạn chế sự già đi của não. Quả việt quất. Trong việt quất có chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt là nhóm các hợp chất anthocyanin, được cho là có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa rất hiệu quả. Bổ sung việt quất vào thực đơn cũng là cách giúp bạn cải thiện trí nhớ, làm chậm quá trình lão hóa của não và phòng ngừa những bệnh thoái hóa thần kinh. Nghệ. Một câu trả lời cho câu hỏi ăn gì bổ não chính là nghệ. Trong nghệ có chứa curcumin, hợp chất chống oxy hóa và chống viêm tốt, được cho là mang đến nhiều lợi ích cho bộ não của chúng ta. Nghệ cũng giúp cải thiện tình trạng trầm cảm vì nó có khả năng làm tăng những chất giúp cải thiện tâm trạng như serotonin và dopamine. Bông cải xanh. Đây là một loại thực phẩm có chứa các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh, có tác dụng bảo vệ não rất tốt. Nhưng bên cạnh đó, bông cải xanh còn có chứa nhiều vitamin K, có tác dụng rất tốt trong việc hình thành chất béo spigolipid có trong các tế bào não. Sô-cô-la đen. Trong sô-cô-la có chứa các hợp chất flavonoid, caffeine, chất chống oxy hóa rất tốt để tăng cường trí não, giúp bạn học tập và làm việc tốt hơn. Trứng. Trong trứng có vitamin B6, B12, folate, choline rất tốt cho sức khỏe não bộ. Cụ thể, choline có tác dụng tạo ra acetylcholine giúp điều chỉnh tâm trạng và trí nhớ. Vitamin B có vai trò điều chỉnh lượng đường trong não và phòng ngừa tình trạng suy giảm tinh thần ở người cao tuổi. Vâng, xin được quay trở lại chương trình với những câu hỏi gửi tới bác sĩ Mai Anh. Vâng, thưa bác sĩ ạ, chúng ta vẫn biết rằng bộ não chính là trung tâm điều khiển của cơ thể của chúng ta. Và để trí não khỏe mạnh hơn thì chúng ta nên sử dụng thực phẩm tốt. Vậy cụ thể đâu là những dưỡng chất cần thiết cho não bộ? Bác sĩ Mai Anh có thể phân tích tới quý vị khán giả. Dạ vâng. Như ban nãy chúng ta cùng có trao đổi, đó là cái hệ thần kinh hay là cụ thể đây là các tế bào não bộ của chúng ta cần dưỡng chất để chúng được duy trì, chúng không phải là được tái sinh theo kiểu là tế bào nọ bị chết đi, già đi chết đi rồi thay thế bằng tế bào khác, mà ở đây là cái sự kết nối giữa các neuron thần kinh, sự tái tạo của các dẫn truyền thần kinh trong cái quá trình mà chúng ta hoạt động hàng ngày. Thế thì chúng ta cần cung cấp những cái chất gì? Chúng ta luôn luôn nhớ việc đầu tiên là chúng ta phải uống đủ nước. Vì sao? Vì nước chính là cái dung môi để diễn ra tất cả các hoạt động trong cơ thể của chúng ta, và trong đó có tế bào thần kinh. Phải có nước thì chúng ta mới duy trì được những cái hoạt động hàng ngày, bởi vì là giữa các tế bào nó có sự trao đổi giữa các ion, và chính các ion này nó khiến cho các tế bào hoạt động với cái mức độ điện hóa ở mức bình thường. Vấn đề thứ hai nữa là phải cung cấp đường. Rất nhiều chế độ ăn kiêng khiến cho cơ thể của chúng ta mỏi mệt, không thích hợp với một số người, là bởi vì là cái đường, khi mà chúng ta sử dụng các chế độ ăn kiêng thì cái tỷ lệ đường không cung cấp đủ so với cả hệ thống não bộ của cái bản thân, cái cá thể đó. Thì chúng ta phải chú ý rằng là cái đường nó phải đầy đủ cho cái tế bào của chúng ta đủ năng lượng để hoạt động hàng ngày. Còn các dưỡng chất khác thì hiện giờ các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu và tìm ra, trong đó có rất nhiều yếu tố được lưu ý đến và cũng đã được khẳng định qua các nghiên cứu. Ví dụ như là choline. Choline là một loại chất béo, nó góp phần vào cấu trúc của tế bào não. Và choline thì có nhiều trong loại các thức ăn, ví dụ như là trứng gà này, trong loại cá hồi này, hay là ví dụ như là DHA hay EPA là những axit béo no không bão hòa, nó có vai trò trong cấu thành các tế bào não. Những cái chất này thì được nhắc đến đối với các lứa tuổi trẻ nhỏ, bởi vì các em bé ngay từ trong giai đoạn bào thai, từ lúc mà người mẹ đang mang bầu đứa con của mình, thì những chất này nó góp phần làm tạo nên những em bé có một cái hệ thần kinh, có một bộ não
hoàn chỉnh và khỏe mạnh. Nhờ cái việc cung cấp các dưỡng chất này, nó góp phần vào cấu tạo cái hệ thần kinh, cấu tạo các tế bào não tốt. Thì chính vì thế nên các chất này thường được nhắc đến ở khi mà phụ nữ đang ở giai đoạn mang bầu hoặc là trẻ em trước 3 tuổi. Thế còn các dưỡng chất khác dành cho bộ não, hỗ trợ cho bộ não của chúng ta được hoạt động một cách khỏe mạnh, trơn tru, có những cái yếu tố đóng vai trò, đó là các loại vitamin cũng được nhắc đến, các yếu tố vi chất cũng được nhắc đến để chúng ta có một hệ thần kinh khỏe mạnh, đó là magie. Magie này đã được nhắc đến rất là nhiều trong vấn đề sa sút trí tuệ, hay là trong vấn đề mà mọi người vẫn nói rằng là làm sao mà sau Covid chúng ta vẫn cứ quên quên nhớ nhớ thường xuyên liên tục như vậy, đặc biệt là chị em phụ nữ. Thế thì quay trở lại cái câu hỏi, cái câu hỏi mà mọi người vẫn hay đặt ra là tại sao bây giờ sa sút trí tuệ ăn uống đầy đủ như thế, hoạt động đài hòa như thế mà sao nó vẫn cứ diễn ra thầm lặng? Vì chúng ta hiểu rằng là quá trình viêm trong cơ thể chúng ta diễn ra một cách rất là thầm lặng. Chúng ta cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Có những cái chất mà cho đến bây giờ người ta cũng vẫn chưa khẳng định được là nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề suy giảm trí nhớ của chúng ta hay không. Ví dụ như là vitamin K2, thời gian gần đây thì người ta cũng nói nhắc đến vitamin K2, và thậm chí là có những đề tài người ta nói rằng là có phải là vì vitamin K2 nó giúp cho việc phân bố canxi trong cơ thể mình đúng nơi, đúng vị trí. Do vậy, ví dụ như là ở những nhóm dân cư mà sử dụng K2 do cái chế độ ăn của họ đầy đủ, vì ở trên người Nhật chẳng hạn, người ta thấy rằng là ở người Nhật người ta ăn cái đậu nành lên men, nó có tỷ lệ K2 đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng nhất trong các nhóm cộng đồng dân cư trên thế giới. Người ta thấy rằng là cái nhóm dân cư Nhật Bản là có cái tỷ lệ suy giảm trí nhớ thấp nhất, và cái tỷ lệ suy giảm sa sút trí tuệ cũng là thấp nhất. Và người ta đặt câu hỏi ngược trở lại, phải chăng là chính cái chế độ dinh dưỡng mà nó có chứa những cái chất nó mà cho đến bây giờ người ta vẫn chưa khẳng định hoàn toàn như vậy, thì nó góp phần làm cho giảm lão hóa cái tốc độ sa sút trí tuệ trên những nhóm cân dân cư này. Thì chờ đợi cái sự trả lời của khoa học thì chúng ta nên chú ý bổ sung những cái nhóm dưỡng chất, ví dụ như là các vi chất cần thiết, chúng ta bổ sung magie, bổ sung kẽm, bổ sung selen. Và trong các loại vitamin mà cần thiết cho não bộ, chúng ta không thể quên là vitamin E. Chúng ta không thể quên đến vitamin nhóm B, vì đây là các loại vitamin mà khiến cho các tế bào thần kinh hoạt động tốt nhất. Nó giúp điều hòa các tế bào thần kinh, nó giúp cho các tế bào thần kinh dễ dàng liên kết với nhau, và từ đó đảm bảo các hoạt động của chúng ta được hài hòa, phối hợp một cách hài hòa. Vâng, theo chúng tôi tìm hiểu thì hầu hết hệ thống dây thần kinh của não bộ được thiết lập trong vài năm đầu đời. Và khi mới sinh thì bộ não của trẻ có kích thước chỉ bằng 1/4 não của người trưởng thành. Nhưng đến năm 2 tuổi thì cơ quan trung ương này đã đạt tới 3/4 kích thước của người trưởng thành. Và đến 5 năm tuổi thì kích thước bộ não của trẻ đã gần như là bằng với kích thước của người trưởng thành rồi. Và não bộ sẽ hoàn toàn hoàn thiện ở tuổi thứ 25. Như vậy, dinh dưỡng thiết yếu mà bác sĩ Mai Anh vừa đề cập ở trên, qua từng giai đoạn thời kỳ phát triển của trẻ đến khi mà 25 tuổi, có sự thay đổi nào hay không thưa bác sĩ? Có sự thay đổi đấy ạ. Bởi vì chúng ta biết là trong giai đoạn những năm đầu đời thì chúng ta đang ở giai đoạn hoàn thiện hệ thần kinh, tức là hoàn thiện về mặt cấu trúc. Thì chúng ta cần những cái chất để cung cấp cho não bộ của chúng ta với một cái cấu trúc tế bào neuron tối ưu nhất. Chúng ta cung cấp colin, chúng ta cung cấp DHA, chúng ta cung cấp EPA, chúng ta cung cấp các loại axit béo no không bão hòa để cho cái neuron thần kinh của chúng ta có một cái số lượng, đạt số lượng tối ưu và đạt cái cấu trúc, đảm bảo cái cấu trúc hài hòa một cách tối ưu. Thế còn ở giai đoạn sau, khi mà chúng ta ở giai đoạn trưởng thành rồi, thì cái sự kết nối các tế bào thần kinh, cái sự kết nối giữa tế bào thần kinh với các tế bào khác trong cơ thể, đặc biệt là hệ thống nội tiết, hệ thống tuần hoàn là rất là quan trọng. Và do vậy nên là chúng ta có một cái chế độ không chỉ là dinh dưỡng, mà chúng ta còn có một cái chế độ tập luyện hài hòa để sao cho cái bộ não của chúng ta có đảm bảo những cái chất dinh dưỡng cần thiết. Với nhiều phụ nữ trong giai đoạn mang thai thì một dưỡng chất thường được nhắc tới chính là vitamin B12 và folate. Vâng. Cụ thể chất này đóng vai trò như thế nào cho trí não và có nhiều trong thực phẩm nào thưa bác sĩ? Vâng, vitamin B12 và acid folic thì nó có rất là nhiều trong các loại rau xanh có màu đậm. Vitamin B12 thì góp phần vào làm việc mà nó góp phần vào cấu tạo tế bào máu, nó góp phần vào hoàn thiện hệ thống thần kinh. Cái sự ăn uống đầy đủ và đôi khi từ chế độ ăn không đảm bảo, và do vậy đối với cả những cái phụ nữ mang thai, phần lớn tất cả các phụ nữ đều được bổ sung vitamin B12 và acid folic để hoàn thiện cái hệ thống thần kinh. Thiếu vitamin B12 hoặc acid folic nó còn khiến cho có những cái dị tật về hệ thần kinh, ví dụ như là dị tật nứt đôi
dị tật nứt đốt sống hay là các dị tật về sự không hoàn thiện của hệ thống thần kinh trên trên thai nhi. Do vậy nên là ngày nay thì thường các dị tật liên quan đến vitamin B12 chúng ta ít gặp hơn vì chúng ta được bổ sung bằng thuốc rồi. Tuy nhiên ở giai đoạn sau khi mà chúng ta đã sinh em bé ra rồi thì chúng ta có thể tiếp tục bằng bổ sung bằng chế độ ăn có nguồn gốc từ thực vật, ví dụ như tôi vừa nói, hoặc là từ động vật thì có rất là nhiều trong cá, trong thịt đỏ, trong trứng gà. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Mai Anh ạ. Thưa quý vị khán giả, theo các nghiên cứu thì chế độ ăn hợp lý có thể giúp ngăn ngừa, làm chậm sự suy giảm trí não. Và điều này cho thấy tầm quan trọng của dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể của chúng ta. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu tham khảo một số món ăn rất tốt cho trí não và tăng cường trí nhớ qua clip ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Cháo cá hồi. Khi nhắc đến thực phẩm bổ não, tăng cường trí nhớ, không thể bỏ qua cá hồi, nhờ lượng DHA đáng nể. Với người lớn tuổi, cháo cá hồi là món ăn bổ dưỡng và thích hợp nhất. Cách làm. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Ngâm đậu xanh, gạo nếp, gạo tẻ trong 20 phút. Loại bỏ hạt lép, hạt nổi lên trên. Ướp cá với ít rượu trắng, muối, hạt tiêu, gừng băm nhỏ để khử mùi tanh. Rang gạo nếp và đậu xanh trong 15 phút cho đến khi thơm và có màu vàng. Bước 2. Chế biến. Phi thơm hành tỏi, cho cá vào xào, đến khi chín thì tắt bếp. Cho gà vào nồi, đổ thêm từ 400 đến 500ml nước. Đun sôi rồi vớt hết bọt. Sau đó, cho hành lá và gừng vào nồi, ninh đến khi mềm. Khi gà mềm thì tắt bếp, lọc lấy nước dùng gà. Cho nước dùng gà vào nồi, đun sôi, đổ gạo nếp, đậu xanh, ninh đến khi mềm. Thi thoảng khuấy đều tay để cháo không dính ở đáy, bị khê. Cuối cùng cho cá hồi đã xào vào nồi rồi trộn đều. Cho cháo ra bát, rắc thêm hành lá, hành phi, hành khô hoặc thì là. Canh gà bí đỏ. Bí đỏ nổi tiếng là thực phẩm bổ não, nhờ chứa các loại chất cần thiết cho hoạt động của não bộ, đặc biệt là axit glutamic. Chất này giúp bồi dưỡng thần kinh, tăng cường trí nhớ, cùng thực hiện món canh gà bí đỏ bổ dưỡng cho gia đình của mình. Cách làm. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt, thái miếng nhỏ vừa ăn. Nấm hương ngâm trong nước lạnh tầm 30 phút, sau đó vớt ra, cắt đôi. Cánh gà rửa sạch, cho vào nồi luộc chín, để nhỏ lửa, rồi vớt ra, để ráo. Hành lá rửa sạch, cắt khúc. Bước 2. Chế biến. Cho 2 thìa dầu ăn vào chảo, thêm 2 thìa đường, đun nhỏ lửa, đợi đường ngả màu và keo lại thì cho cánh gà vào, đảo nhanh tay cho đường bám vào gà, không bị vón cục. Cho lửa nhỏ, thêm 2 bông hoa hồi, gừng, 2 thìa xì dầu, 1/2 thìa cà phê tiêu, 1 thìa muối, đợi tầm 5 phút thì đổ nước luộc cánh gà vào. Nếu ít có thể thêm bát nước lạnh, rồi tiếp tục đun nhỏ lửa. Khi gà mềm thì cho bí đỏ và nấm vào. Đợi cạn nước thì tắt bếp, rắc thêm hành lá là hoàn thành món ăn. Đậu hũ sốt gà. Đậu hũ là nguyên liệu giàu isoflavone, có tác động tích cực đến trí nhớ và chức năng của não, đặc biệt đối với phụ nữ trên 65 tuổi. Do đó, các món ăn từ đậu hũ luôn được xếp vào danh sách bổ não, tăng cường trí nhớ. Cách làm. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Cà chua bỏ vỏ, khứa nhẹ dọc quả, luộc sơ. Cho ra bát nước đá, sau đó lột vỏ, băm nhỏ. Đậu hũ cắt hình vuông hoặc tam giác vừa ăn. Hành lá rửa sạch, đầu hành băm nhỏ, bỏ riêng. Đầu hành lá cắt khúc. Bước 2. Chế biến. Cho dầu vào chảo, dầu nóng thì cho đậu vào chiên vàng, vớt ra thấm dầu. Vớt dầu ra, giữ lại một ít, phi thơm phần đầu hành. Sau đó, cho cà chua đã băm nhỏ vào, đảo đều đến khi mịn. Có thể cho thêm ít nước. Sau đó, cho đậu vào, đảo đều, nêm nếm gia vị vừa ăn, đun nhỏ để thấm gia vị rồi tắt bếp, rắc thêm ít hành nếu thích. Vâng, trở lại chương trình với câu hỏi gửi tới bác sĩ Mai Anh ạ. Vâng, thưa bác sĩ ạ, qua clip ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết rồi,
Và qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì chúng ta biết rất nhiều những dinh dưỡng rồi những chất tốt cho não bộ của chúng ta rồi. Tuy nhiên là nhiều người cũng cho rằng là trong cái quá trình chế biến nên nếu mà chúng ta chế biến không đúng cách thì cũng rất là dễ làm mất những cái vi chất, những cái dinh dưỡng có trong thực phẩm. Vậy thì trong quá trình chế biến chúng ta cần phải lưu ý điều gì thưa bác sĩ? Các chất dinh dưỡng thì nó có thể bị thay đổi do nhiệt độ nên nó sẽ thay đổi trong quá trình mình chế biến. Vì thế nên là tùy từng chất cụ thể mà nó có thể bị biến đổi bởi nhiệt hay không. Nên là chúng ta sẽ có những cách chế biến cho nó hợp lý. Đồ ăn nếu có qua bảo quản thì chúng ta nên sử dụng những hãng lớn hoặc là hãng có uy tín để chúng ta đảm bảo rằng thực phẩm của chúng ta là thực phẩm tươi. Thứ hai nữa là đảm bảo cho vấn đề an toàn thực phẩm. Mặc dù đồ ăn tươi có cái tỷ lệ vitamin, có cái tỷ lệ các chất nó tốt hơn so với cả thực phẩm đã được nấu chín, thì chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi vẫn khuyên là nên nấu chín và ăn từ nhiều nguồn khác nhau. Chính cái việc làm phong phú từ nguồn như vậy thì chúng ta sẽ có một, nó cung cấp từ nhiều nguồn, nó sẽ đầy đủ cho chúng ta hơn. Vâng ạ, qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Mai Anh trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là đã có rất nhiều những cái thông tin về việc bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe cho trí não của chúng ta ở những người lớn trưởng thành rồi ở những cái giai đoạn khác nhau của phát triển đầu đời, đúng không ạ? Thì đối với một cái đối tượng rất là đặc biệt, đó là những người làm việc tri thức. Vâng. Đặc biệt là đối tượng này là đối tượng mà rất hay gặp vấn đề về trí não, thì cái việc bổ sung dinh dưỡng của chúng ta như thế nào thưa bác sĩ? Vâng. Đối với những người làm việc trí óc thì thường người ta phải sử dụng cái việc liên kết giữa các neuron nhiều hơn, cái sự cung cấp dưỡng chất cho cái việc hoạt động về thần kinh nhiều hơn. Chúng ta có thể phải, nhưng mà hoạt động chân tay, ví dụ như là luyện tập cơ bắp hàng ngày ấy, thì họ lại thường ít hơn. Thế thì cái việc mà cung cấp năng lượng sao cho hài hòa, đủ nước, đủ đường, đủ các vitamin, vitamin nhóm B, đủ magie, đủ kẽm, đủ selen là rất là cần thiết. Chúng ta phải bổ sung từ nguồn ăn uống. Và đôi khi trong những giai đoạn, mỗi người cũng có những cái giai đoạn mà họ phải hoạt động trí não nhiều hơn. Không hẳn là chỉ những người hoạt động trí não, mà kể cả những người bình thường, đôi khi có những giai đoạn hệ thần kinh của chúng ta rất là căng thẳng. Chúng ta cần những cái dưỡng chất để cho cơ thể, cho cái đầu óc chúng ta minh mẫn để giải quyết một cái việc nào đó tại thời điểm nào đó, thì chúng ta nên đảm bảo những cái loại vitamin này để cho nó, cái neuron thần kinh nó được kết nối tốt nhất. Và chính cái sự kết nối này nó làm cho chúng ta suy nghĩ, người ta gọi là suy nghĩ thông suốt, tức là cái hoạt động hài hòa giữa các neuron thần kinh này trong cái hoạt động hàng ngày của hệ thần kinh. Vâng ạ, trong thời điểm hiện nay thì cái việc mà chúng ta sử dụng những loại thực phẩm chức năng hay là những cái loại thuốc để có thể dưỡng não của chúng ta rất là phổ biến, thì bác sĩ có khuyến cáo gì ngắn gọn tới quý vị khán giả? Dạ vâng. Khi mà chúng ta rất là khó để cân bằng một chế độ dinh dưỡng và một chế độ tập luyện hợp lý, bởi vì khi mà công việc nó cuốn chúng ta theo rồi, chúng ta cần phải có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Thuốc thì quả là sẽ hơi khó, vì rõ ràng khi đấy chúng ta không bị bệnh, nên cái việc sử dụng thuốc thì chỉ khi dùng khi có cái sự cho phép của bác sĩ của mình. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa muốn đến khám thì chúng ta cần cái sự hỗ trợ từ thực phẩm chức năng. Thì hiện nay thị trường thực phẩm chức năng đang rất là phát triển. Thế thì những chất chống oxy hóa để làm giảm cái sự tác động oxy hóa lên các tế bào trí não cũng đã được sử dụng, và chúng tôi nhận thấy rằng là nó cũng có những tác động. Tuy nhiên là các nghiên cứu chưa nhiều nên các khuyến cáo có tính gọi là có sức thuyết phục mạnh thì cũng chưa phải là cao. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ cho cái hoạt động trí não của chúng ta. Các loại vitamin, vitamin tổng hợp hay là các loại để bổ sung tryptophan hay tyrosine, các loại các thuốc có tỷ lệ magie, magie vitamin B6, B1, B12 là những loại vitamin mà thực phẩm chức năng đang ngày càng được đa dạng để chúng ta có thể sử dụng trong những cái thời điểm mà chúng ta cần sự hỗ trợ, mà chúng ta không thể có một cái chế độ ăn uống và có một chế độ tập luyện cân bằng. Thì cái việc sử dụng thực phẩm chức năng, việc mà chúng ta cần sự hỗ trợ từ phía bên ngoài, ngoài cái thực phẩm hàng ngày là nên sử dụng. Và chúng tôi cũng khuyến cáo rằng mọi người có thể sử dụng cái thực phẩm chức năng ngày càng nhiều hơn. Tất nhiên là chúng ta vẫn phải có một cái giá cả hợp lý. Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bác sĩ ạ. Thưa quý vị khán giả, não là trung tâm điều khiển của cơ thể, có nhiệm vụ giữ cho tim đập và phổi thở, cho phép cơ thể di chuyển và suy nghĩ. Không có viên thuốc thần kỳ nào giúp ngăn chặn sự suy giảm của bộ não, hay không có một loại thực phẩm bổ não nào có thể đảm bảo một bộ não sắc bén khi bạn già đi. Thay vào đó, các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất để tăng cường cho trí não chính là tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây, rau xanh, các loại đậu và ngũ cốc. Ưu tiên sử dụng protein từ nguồn thực vật, chất béo lành mạnh như là axit béo omega 3.
vitamin B và chất chống oxy hóa một cách thường xuyên để cải thiện sức khỏe của bộ não bộ, tăng cường trí nhớ, tinh thần lạc quan. Và mong rằng với những tư vấn rất chi tiết từ thạc sĩ bác sĩ Mai Anh trong chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ có giải pháp để bảo vệ cũng như là tăng cường sức khỏe cho não bộ một cách đúng đắn cho bản thân và gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.